Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột giữa Nga, Ukraine gây nên tác động kép hàng loạt hệ lụy đã xảy ra như đứt gãy các chuỗi cung ứng, cước vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tăng phi mã. Làm thế nào để giữ vững và tăng trưởng xuất khẩu? Làm gì để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Bộ Công Thương. Theo thông tin từ Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành hàng đẩy mạnh xuất khẩu góp phần phục hồi kinh tế, trong năm 2022, Cục Xúc tiến Thương mại đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài cho hàng hóa Việt Nam. Trong đó, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại dành 80,41% kinh phí cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Các hoạt động được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, chủ yếu tập trung vào việc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài, tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu, tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài. Thời gian qua, nhiều biện pháp kịp thời linh hoạt của chính phủ đã góp phần quan trọng khôi phục sản xuất và thúc đẩy phát triển thị trường xuất nhập khẩu, từng bước tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của thế giới, mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến xuất khẩu với thị trường nước ngoài nhằm mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt. Hội nghị có sự tham gia của các hiệp hội ngành hàng, sở công thương, thương vụ, chi nhánh thương vụ tại 46 thị trường nước ngoài cùng đông đảo doanh nghiệp trong cả nước. Thực hiện các mục tiêu xuất khẩu năm 2022 và các năm tiếp theo, thì Bộ Công Thương cũng đã giao cho Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương cũng như là các đơn vị cơ quan, các hiệp hội doanh nghiệp địa phương tổ chức một cái chuỗi là các cái hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước và kết nối giữa các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các hiệp hội ngành hàng, địa phương, doanh nghiệp để kịp thời cập nhật, nắm bắt các cái nhu cầu về thông tin cần hỗ trợ, rồi là việc giải quyết khó khăn trong việc tiếp cận thị trường xuất khẩu, tạo ra cơ hội cho các hiệp hội cũng như là thông qua hiệp hội thì đến các cái doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực ngành hàng để trao đổi những khó khăn thuận lợi, đề xuất các cái nhu cầu hỗ trợ và các sáng kiến liên quan đến việc thực hiện các hoạt động xúc tiến về xuất nhập khẩu với các thị trường nước ngoài. Và trên cơ sở đó thì Bộ Công Thương cùng với các bộ ngành, các cơ quan xúc tiến thương mại cũng sẽ phối hợp với các địa phương, các hiệp hội ngành hàng để đề ra những cái biện pháp để hỗ trợ một cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động về xuất nhập khẩu, kể cả trong và ngoài nước. Tại hội nghị, đại diện nhiều hiệp hội ngành hàng đã nêu lên những khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với bối cảnh thị trường và đạt hiệu quả cao. Chúng tôi cũng cho để mà giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các cái hội chợ hàng một cách hiệu quả, thì chúng tôi xin kính đề nghị là Cục Xúc tiến Thương mại cũng như là tham tán thương mại tại các nước sở tại có diễn ra các cái sự kiện đó sẽ nghiên cứu và hỗ trợ cho cái sự kiện giúp các doanh nghiệp trong cái việc là matchmaking kết nối với khách hàng tại nước sở tại liên quan đến thị trường Trung Quốc. Chúng tôi rất là mong được nhận được những cái thông tin cập nhật nhất về thị trường Trung Quốc, đặc biệt là trong năm nay về chính sách zero covid, nó sẽ ở Trung Quốc họ sẽ như thế nào để chúng tôi có những cái định hướng sớm cho doanh nghiệp. Chúng tôi cũng muốn xin chia sẻ với tham tán thương mại tại Nga và các anh chị ở châu Âu, đó là cái cơ hội cho các nhà Việt Nam trong cái cuộc chiến Nga với lại cái lệnh cấm vận của Nga với lại nước châu Âu là nó sẽ như thế nào. Đặc biệt đối với sản phẩm quốc gia, chúng tôi rất là mong được nhận được những cái thông tin thêm từ thông tán thương mại tại Nga cũng như là các thị trường Âu quan tâm và có thể hỗ trợ chúng tôi những cái thông tin như thế này. Đại diện thị trường Mỹ và đề nghị chính phủ tìm kiếm các cái doanh nghiệp Mỹ có khả năng tiêu thụ các mặt hàng rau quả tươi Việt Nam, các mặt hàng được phép xuất khẩu sang Mỹ chính thức như là thanh long, xoài, vải, nhãn, cúc, sữa, chôm chôm, trong đó có cái dừa đọc bọ cùng các cái mặt hàng chế biến để kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng thích hợp. Đề xuất nữa là thông tin kịp thời về nước thông qua Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho doanh nghiệp biết các cái thay đổi trong cái hàng rào kỹ thuật của Mỹ như kiểm dịch thực vật, thông tin của doanh nghiệp cho doanh nghiệp biết các cái hội chợ chuyên ngành hay đa ngành trong lĩnh vực rau quả được tổ chức ở Mỹ hàng năm. Riêng về thị trường Trung Quốc á, thì chính phủ cố gắng là
thúc đẩy phối hợp với các ban ngành thúc đẩy sớm ký kết các nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với 8 mặt hàng rau quả Việt Nam xuất khẩu chính ngạch cho Trung Quốc để giảm cái tỷ lệ kiểm tra của Trung Quốc tại các cửa khẩu, thúc đẩy thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn công ty lớn của Trung Quốc nhằm góp phần tăng tỷ lệ xuất khẩu chính ngạch, dần dần xóa bỏ cái tiểu ngạch. Một số ý kiến tại buổi giao ban đề xuất Bộ Công Thương nghiên cứu và đưa ra cảnh báo sớm về việc nước nhập khẩu ra các quyết định điều tra phòng vệ thương mại đối với một số mặt hàng, cập nhật thông tin về các hàng rào kỹ thuật, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể vận dụng hàng rào phi thuế quan như tận dụng ưu đãi từ quy tắc xuất xứ hàng hóa. Ngoài ra, đại diện các hiệp hội ngành hàng cũng thống nhất đề nghị Bộ Công Thương triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác tại thị trường nước ngoài, làm tốt công tác marketing, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ chuyên ngành tại thị trường nước ngoài. Tại buổi giao ban này, các ý kiến khúc mắc của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đã được các thương vụ trả lời thấu đáo, đồng thời đưa ra những khuyến cáo hữu ích cho các doanh nghiệp và ngành hàng. Để công tác xúc tiến thương mại ngày càng hiệu quả, Cục Xúc tiến Thương mại mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ phía thương vụ Việt Nam tại nước ngoài trong việc cung cấp thông tin cập nhật về thị trường nước sở tại, các rào cản kỹ thuật, cảnh báo sớm nguy cơ bị áp đặt kiện chống bán phá giá, các chương trình ưu đãi về đầu tư thương mại mà chính quyền sở tại có thể dành cho Việt Nam, tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.